Chào mừng các bạn đến với lại gian hàng của Ford Việt Nam tại triển lãm Việt Nam Motor Show 2018. Trên một cái không gian là khoảng 500m² thì Ford đem đến một cái đội hình xe tập trung vào các cái mẫu xe SUV, xe gầm cao đa dụng gồm cả bán tải Ford Ranger hay là những cái chiếc SUV từ cỡ nhỏ, cỡ trung đến cỡ lớn như là Explorer hay là EcoSport. Và Ford đang có những cái mẫu xe mới, rất là mới. Bộ đôi Ford Everest mới hay là Ford Ranger 2019 cũng đều là mới với những cái công nghệ tiên phong. Và đặc biệt các bạn sẽ phải chú ý đến một mẫu xe rất là hấp dẫn và đang quan tâm, đó chính là Ford Ranger Raptor, và một chiếc bán tải hiệu năng cao và đang được nhiều người đam mê chơi xe off-road rất là trông đợi trong thời gian qua. Và cái mẫu xe này cũng đã chính thức ra mắt tại Việt Nam Motor Show với mức giá 1,2 tỷ đồng. Và ngay bây giờ các bạn cũng sẽ cùng với Xe Đời Sống tìm hiểu các cái mẫu xe của Ford tại Việt Nam Motor Show 2018. Vâng, xin chào ông có thể cho biết được là Ford đến với triển lãm Việt Nam Motor Show thì mang cái thông điệp gì tới không? Đến với triển lãm Motor Show năm 2018 thì Ford có giới thiệu một cái phổ rất là rộng các cái sản phẩm cho khách tham quan và cho khách hàng lựa chọn. Đặc biệt trong cái triển lãm kỳ này thì Ford Việt Nam có giới thiệu dòng xe Ford Ranger Raptor. Thì đây là dòng xe hiệu năng cao và đứng đầu phân khúc xe bán tải của Ford, được thiết kế khung sườn rất là đặc biệt để phục vụ cho cái việc off-road. Cái xe này có khả năng off-road vượt trội. Hy vọng với cái việc giới thiệu dòng xe Ford Ranger Raptor thì cộng đồng off-road ở Việt Nam sẽ có những cái trải nghiệm mới, và dòng xe này sẽ góp phần xây dựng các cái chuẩn mực off-road mới ở thị trường Việt Nam. Vâng. Ông có chia sẻ gì thêm một số những cái thông tin chiến lược của Ford ở trong thời gian tới đây không? Ford Việt Nam thì hiện tại đang có các cái dòng sản phẩm rất là rộng rãi, từ xe du lịch đến xe thể thao đa dụng hàng nhỏ đi trong thành phố, đến xe SUV tầm trung chính là xe Everest, xe SUV hạng sang, xe Explorer, và các cái xe thương mại như xe bán tải Ranger và xe Transit. Các cái dòng xe này thì đều được đón nhận rất là tích cực ở trên thị trường, và 4 trên 7 cái dòng xe mà Ford đang bán thì là đứng đầu cái phân khúc của mình. Thì trong thời gian tới thì Ford Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để mang thêm các cái sản phẩm mới và phục vụ nhu cầu đa dạng của người Việt Nam, và cũng sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống mạng lưới, cải thiện cái hệ thống dịch vụ làm sao có thể phục vụ cho khách hàng Việt Nam một cách tốt nhất theo cái chuẩn mực toàn cầu. Xin cảm ơn ông.